cách đi săn, đi tìm bất động sản đầu tư tiền ít mà lợi nhuận cao, bí mật của dân đất. Tiền nhiều thì làm cái gì mà chả được, tiền nhiều thì mua cái gì cũng dễ, làm cái gì cũng dễ, và ở đây giàu có thì lại càng dễ hơn. Nhưng mà tiền ít làm được nó mới hay, nó mới đáng để học hỏi, nó mới đáng để quan tâm, nó để đáng để chúng ta mà làm theo. Vậy thì khi chúng ta có tiền ít thì chúng ta chọn cách nào và chúng ta chọn cái sản phẩm đầu tư bất động sản như thế nào để đảm bảo chúng ta không bị lừa đảo, không bị mất tiền, và cái tiền ít nhưng mà nó nhân tài sản và nó nhân cái lợi nhuận của chúng ta lên. Thì hôm nay Hiển sẽ làm clip này chia sẻ cho các bạn cách để đi tìm, đi săn những cái bất động sản, những cái sản phẩm nhà đất, những cái sản phẩm đất nền để đầu tư, để đạt được cái lợi nhuận cao hơn. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được kênh này, lần đầu tiên bạn xem được clip này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để cái lần tới khi mình ra video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video này với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và giá trị nhất. Vậy thì khi chúng ta có tiền ít thì chúng ta nên chọn sản phẩm như thế nào? Thì cái câu mà chúng ta hay nghe nói thời gian gần đây, tiền ít thì chúng ta phải đi xa, nhưng mà xa thì xa như thế nào? Hay các cụ thường dạy câu là gì? Tiền nào của ấy, tiền ít thì không thể hít thơm được đâu. Như vậy là đi xa thì chúng ta xa so với cái gì và xa bao nhiêu xa? Bình thường thì mọi người hay nói là tiền ít thì chúng ta sẽ không mua được ở trung tâm. Thì đúng là không có thể mua được trung tâm. Ví dụ chúng ta có khoảng 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu hay dưới 1 tỷ đồng mà chúng ta muốn mua tài sản ở trung tâm giống như thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay một số thành phố khác, với 500 triệu hay 1 tỷ chắc có lẽ chúng ta cũng chỉ mua được vài mét vuông đất thôi. Mà vài mét vuông đất thì làm sao làm được sổ? Chắc cũng chỉ là cái dạng như chung cư mini, thì lâu lâu chúng ta lại nghe nó là cháy, hay là mua trong hẻm, trong hóc, thì khi có hỏa hoạn, khi có ốm đau, hay thậm chí nhà có tan ra thì cũng không biết cách nào để mà đưa ra được. Thì vậy với cái tiền ít như thế, chúng ta đi xa thì xa so với trung tâm. Hay bây giờ có một thuật ngữ, một cái từ mà mọi người hay dùng là bất động sản ven đô. Nhưng mà ven đô thì chúng ta phải xác định ven đô so với ven đô với cái gì nhé. Thì trong clip này mình chia sẻ là ven đô so với là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, hay là Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, hay là một số thành phố lớn ở khu vực các bạn. Cái thành phố hay là trung tâm đó khi nói ra thì hầu như mọi người đều biết, chứ các bạn đừng chọn cái trung tâm mà khi nói ra ở khỉ ho cò gáy không ai biết, hoặc họ phải lên Google để họ tra ra thì họ mới biết cái trung tâm đó là ở khu nào. Thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải nói là gì? Tuyệt đối này là chúng ta không nên mua đất ở những cái đường cao tốc, đường nhựa hay đường bê tông. Bởi vì nó đã thành cao tốc, đường nhựa, đường bê tông rồi thì nó không có thể thành đường kim cương, đường vàng, đường bạch kim hay là cái đường cái gì đó được nữa. Nên là cái giá trị của nó là cao nhất. Tuy nhiên nếu như bạn mà có nhu cầu mà để sử dụng, nhu cầu mà quảng bá, nhu cầu về marketing, nhu cầu về mở nhà hàng, nhu cầu về những cái dịch vụ bạn khai thác để tạo ra dòng tiền hàng ngày, thì bạn nên chọn những cái sản phẩm này, bởi vì cái sự đi lại nó thuận tiện. Và như ví dụ như bạn mở quán ăn hay quán cà phê thì người ta cũng muốn là đi lại nó dễ dàng, người ta đậu cái ô tô nó dễ, nó không bẩn, không có dơ. Còn nếu như bạn là nhà đầu tư mà chỉ nghĩ đến là cái lợi nhuận và cái tiềm năng tăng giá, cái tiềm năng tăng lãi vốn trong tương lai, thì tuyệt đối là chúng ta không nên chọn đường này, mà chúng ta nên chọn đường đất. Mà đường đất chúng ta chọn là phải đường đất, là phải đường thông các bạn, đường thông và những cái đoạn, cái chỗ đó đường nó phải thẳng. Thẳng là như thế nào? Thì chúng ta sẽ đứng từ vị trí đất đó để chúng ta ngó qua ngõ bên phải bên trái tầm khoảng 300 đến 500 mét, nó phải thẳng. Thì những vị trí đó cái tiềm năng tăng giá nó mới cao được. Ngoài các chuyện đường đất ra thì trên đường thì chúng ta phải thấy thì nó phải có cái đường điện, cái đường dây điện đi qua, hoặc là cái cống thoát nước, hay là có dân cư ở xung quanh gần đó, đường thông. Nhưng mà nếu đừng chọn những cái đường nhỏ quá. Bây giờ thì cái chuyện mà nhà nào cũng có ô tô, nhà nào cũng có xe hơi, và cái một cái xe hơi, một cái ô tô nó quá rẻ, người ta chỉ cần vài chục triệu thôi, người ta có mua được cái rồi. Nên những con đường đó tối thiểu mà chúng ta nhìn thấy hiện hữu trên đất ấy, thì tối thiểu nó cũng phải là 4 đến 6 mét thì chúng ta hãy mua. Còn nếu khi chúng ta xem quy hoạch thì nó phải ít nhất phải là 12 mét, 16 mét, 18 mét thì chúng ta hãy mua. Còn nếu như chúng ta lựa chọn được những con đường mà nó là 24 mét, 32 mét hay 64 mét thì điều đó quá tuyệt vời. Chỉ khi mà người ta quy hoạch, người ta chuyển đổi, người ta đổi từ đường đất lên đường bê tông hay đường nhựa thì đảm bảo là cái giá trị bất động sản của bạn nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần, gấp nhiều lần chứ không phải gấp một lần nhé bạn. Thay vì là bạn đi chọn những đất, một số người thì hay chọn là những nơi là đường cùng ngõ hẻm hay là đường nó đã đẹp rồi. Mình khẳng định các bạn luôn, đường mà nó đã đẹp là tất cả những cái gì đẹp nhất người ta đã làm hết rồi, thì bạn sẽ không có khả năng bạn làm cao hơn người ta được đâu. Bởi vì sao? Bạn chỉ là nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư lẻ, nhà đầu tư mới vào thị trường thôi. Còn người ta là những cá mập, những người mà chuyên gia đi làm việc này, thì những cái gì đẹp nhất
thì hầu như người ta đã làm 99,9% rồi. Liệu chừng bạn có cách nào để làm đẹp hơn nữa không? Chưa kể là người ta có nhiều tài sản ở khu vực đó, thì người ta có chuyện làm đẹp đường, người ta đổ đá, đổ bê tông, làm nhựa này kia, đó là chuyện đương nhiên có cơ sở. Bởi vì người ta chia so với các lô, các mét vuông thì nó dễ hơn. Còn bạn chỉ có một lô thôi, một nền thôi, bạn có khả năng đầu tư và làm cả một tuyến đường dài hay không? Đây là cái chuyện không thể. Còn nếu như ai bảo là tôi sẽ làm được, thì mình nghĩ rằng bạn có thừa tiền thì bạn làm cái gì mà chả được. Và cái thứ hai là gì? Chúng ta tuyệt đối không nên mua đất dự án. Nếu như những anh em nào đầu tư bất động sản thì chúng ta sẽ hiểu được câu này là như thế nào. Đất dự án thì thường vào tiền tiến độ, chưa có sổ mà sổ chờ. Và trong dự án nó không phải là có 1 lô, 2 lô, 5 lô, hay 10 lô, hay 50 lô, mà nó có thể là 500 lô hay là vài nghìn lô. Không tin anh em các lên dự án ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai hay là Long An, Thành phố Hồ Chí Minh mà xem. Trong đó có những khu mà phải đến mấy chục nghìn lô, mà có bao nhiêu người về ở, có bao nhiêu người dân và có sổ đỏ hay chưa, hay là lại không có ai, người ta chỉ thả bò, thả trâu và lâu lâu có những người về đó thì chăn gà, nuôi gà hay là chăn dê thôi. Thì đây là những nơi mà chúng ta không nên mua, phải không? Đất dự án nó quá nhiều, và cái chuyện tăng giá trong đất dự án đó, thì là tăng giá và cái giá cả quyết định bởi ông chủ đầu tư. Và khi người ta bán cho chúng ta đó là cái giá tương lai rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta mua là năm 2020 đi, nhưng người ta bán cho chúng ta cái giá là năm 2022, thậm chí là năm 2025 rồi. Thì liệu chừng sau khi chúng ta mua xong á, là chúng ta có lời làm sao mà chúng ta có lời được, mà làm sao chúng ta tự bán được khi chúng ta chưa có sổ. Và chưa kể là gì, cái sản phẩm chúng ta là một trong 10.000 hay một trong 20.000 sản phẩm thôi, thì người ta phải bán cái đất của dự án người ta trước, cái sản phẩm người ta trước, rồi người ta mới bán cho bạn. Chứ chẳng có sàn nào, chẳng có công ty nào mà ưu tiên bán cho bạn trước đâu. Kể cả bạn có giảm giá đi 10-20% đi chăng nữa thì bạn cũng không có thể bán được cái sản phẩm đó. Nên là chúng ta không nên mua đất dự án, mà chúng ta nên mua đất gì? Tôi mua đất dân, đất xung quanh dự án đó. Chúng ta cứ nghĩ này, cái tiện ích của dự án đó, thì chúng ta sẽ được xài chung, dân nó xài chung, và cái gì, cái đường đi, cái cơ sở hạ tầng quy hoạch thì tất cả mọi người được dùng chung. Nhưng cái giá dự án, ví dụ giá dự án là 10 triệu đồng một mét vuông đi, nhưng đất của dân thì mới có đâu đó là 1-2, thậm chí là 3 triệu đồng mét vuông. Còn dự án thì chưa có sổ, sổ chờ, nhưng đất của dân tách ra có sổ đỏ luôn thì chúng ta mới giao tiền, chúng ta mới công chứng, nên chúng ta đảm bảo được tính pháp lý. Chưa kể là những anh em này biết cách, chúng ta chọn đất dân mà trước dự án, trước cái lối vào dự án này, trước ăn nữa, trước dự án cách đó vài trăm mét, thì đảm bảo ai làm cái gì, đi đâu thì nó cũng đi qua cái điểm đó. Thì sau này bạn làm ăn kinh doanh hay bạn muốn bán ra thì cái giá trị về lợi nhuận của bạn luôn luôn cao. Ví dụ đơn giản thôi, 5 năm sau cái dự án là từ 10 triệu đến 20 triệu, thì cái chuyện đất của bạn mà mới mua 2 triệu thì 5 năm sau nó lên 10 triệu, thì đâu phải là chuyện khó đâu. Chưa kể này, cái vị trí của bạn nó thuận tiện, vị trí của bạn thuận lợi, bạn có sổ đỏ, sổ đỏ thì bạn có thể làm được tất cả mọi thứ. Chưa kể đây là cái pháp lý cao nhất để đảm bảo và chứng tỏ là bạn mới là chủ của tài sản đó. Còn khi bạn đi mua dự án thì bạn có đảm bảo là cái lô đất đó người ta chỉ bán cho mình bạn hay không? Khi mà chưa có cuốn sổ đỏ đó thì chúng ta chưa có thể nói được bất kỳ điều gì cả. Nếu như không thì làm sao có chuyện là thời gian này hay là hơn một năm vừa qua chúng ta thấy có rất nhiều vụ là căng băng rôn để đòi đất, đòi nhà, đòi sổ đỏ mà không đòi được không? Phải có lý do gì đó. Và bây giờ thậm chí này, chúng ta mua dự án nhưng chúng ta biết mua qua ai? Chúng ta mua qua sale, qua cò, qua môi giới, qua các văn phòng đại diện, các văn phòng các sản bất động sản. Nhưng bây giờ làm ăn khó khăn này, người ta đã giải thể, người ta đi rồi, người ta chuyển đổi nghề này, người ta thay đổi thông tin, thay đổi thông tin online, thay đổi điện thoại. Bạn có tìm được họ không? Bạn tìm được họ ở đâu? Mà trong khi cái tiền chúng ta đã giao hết cho họ rồi. Đây là một sự thật đau lòng với tất cả những nhà đầu tư ở Việt Nam hiện nay. Tiền người ta giao hết, sổ đỏ thì không mang tên mình và chưa tới được sổ đỏ, và liên hệ đến người bán, liên hệ đến sếp hoặc liên hệ đến công ty đó thì chúng ta cũng không gặp được họ, chúng ta không biết họ ở đâu. Thì liệu chừng tiền trong túi của chúng ta thì tiền của chúng ta, còn tiền mà chúng ta đã đưa cho họ thì là tiền của họ rồi. Nên mới xảy ra cái chuyện là gì, Alibaba hay là Nhật Nam hay là nhiều các công ty bất động sản lừa đảo hiện nay được mọc ra. Bởi vì sao? Người ta nói là gì, tham lam cộng với ngu dốt thì chắc chắn bằng mất tiền, bằng phá sản thôi. Và cái thứ ba là gì, khi mà chúng ta đi chọn thì theo quan điểm của mình nhé, cái này là mình hay làm đấy nha, thì mình thường là mình sẽ không bao giờ chọn trục chính đâu. Bởi vì trục chính thì giá nó cao, trục chính là chúng ta phải xác định trục chính là những cái trục giống như là đường mà liên huyện, liên tỉnh, đường liên huyện liên tỉnh, quốc lộ hay là đường DH ấy. Thì đó là những cái tuyến đường gọi là trục chính rồi. Những trục chính người ta đã, đa số là người ta đã là đường lớn 24, 32 hoặc thậm chí 64 mét, thì trục chính thường giá nó cao hơn so với trục nhánh. Trục nhánh thì kế nó, đây là trục chính, trục nhánh là trục nhánh kế này, trục chính thường là có thể là 10 triệu mét vuông.
nhưng mà cái trục nhánh ấy, thì đôi khi nó chỉ có 1 đến 2 triệu đồng một mét vuông thôi. Mà khi chúng ta đi chọn trục nhánh thì chúng ta không đi quá xa cái trục chính này, tầm 1 đến 2 km quay về thôi, mà càng gần trục chính thì lại càng tốt. Bởi vì sao? Khi mà trục chính nó lên giá, khu vực đó lên giá thì tất cả giá cả khu vực xung quanh nó cũng kéo theo. Ví dụ trục chính từ 10 triệu tăng 50% là 15 triệu, thì cái trục nhánh ấy, từ 1 triệu đến 2 triệu nó tăng lên 4 triệu, 5 triệu thì nó có cơ sở hơn. Thì đây chính là cái ngách, cái phân khúc đầu tư mà có rất nhiều nhà đầu tư bất động sản người ta chuyên đi săn các nhánh của trục chính chứ không bao giờ bỏ tiền vào trục chính. Bởi vì sao? Trục chính là nó hữu hạn, trục chính nó tăng giá rồi, mà khi trục chính nó tăng lên thì chắc chắn cái trục nhánh và những khu vực lân cận xung quanh nó cũng phải tăng theo. Cái khu vực mà chúng ta đầu tư là nó là ven đô thật, nhưng thứ nhất là nó không cách quá xa trung tâm, từ 1 đến 2 tiếng lái xe là vừa. 1 đến 2 tiếng lái xe thì các bạn hiểu rồi, bây giờ là ô tô xe hơi nhiều, cái chuyện mở rộng cao tốc, đường quốc lộ hay là đường đi lại khó khăn, thay vì từ 2 tiếng còn 30 phút thì người ta sẽ đi lại dễ dàng hơn. Và cái thứ hai trong cái vùng này là gì, là cái nơi đó mà có công ăn việc làm các bạn. Cái những cái khu vực mà mình hay làm là mình thường chọn bất động sản khu công nghiệp. Tất nhiên là mình sẽ không làm bất động sản trong khu công nghiệp. Bất động sản trong khu công nghiệp thì cho dùng cho các công ty, các nhà máy, thì cái tiềm năng tăng giá nó cũng không được bao nhiêu. Bởi vì sao? Đó là cái dạng bất động sản mà có sự quản lý riêng của nhà nước và có trong khu công nghiệp rồi. Bạn muốn làm một điều gì đó thì bạn không thể làm được, đó là chắc chắn điều là bạn không làm được. Nhưng khi bạn mua bất động sản mà xung quanh khu công nghiệp đó đấy, thì nó là một câu chuyện khác. Mà đặc biệt đó là phải là khu công nghiệp nhẹ nha các bạn. Khu công nghiệp nhẹ và chúng ta phải nói về quy mô của nó bao nhiêu. Nếu như quy mô nó 50 hecta, 100 hecta thì mình nghĩ đấy chỉ phục vụ cho người dân khu vực đó để sản xuất trồng trọt hay chăn nuôi hay là chế biến một số sản phẩm thôi. Cái này nói khu công nghiệp nó sang nhưng mà thực ra nó là cụm khu công nghiệp, nó quá nhỏ, nó quá bé, nó chỉ phục vụ cho người dân khu công nghiệp đó, nó không kéo được dân tứ xứ, dân các nơi về thì cái tiềm năng tăng giá nó không cao được. Bởi vì sao? Dân ở nơi đó người ta có nhà, có cửa, có đất đai người ta ở không hết. Thì ai có nhu cầu mà đi mua? Tất nhiên cũng có người mua, nhưng cái xác suất mà cái tỷ lệ nó chỉ từ 3 đến 5% thôi, thì làm sao mà bạn bán được, làm sao mà có lời? Trong khi bạn tìm đến những khu công nghiệp mà lớn giống như là 1.000 hecta, 500 hecta, 3.000 hecta, 4.000 hecta hay 6.000 hecta, đấy là những nơi mà người ta quy hoạch cái lượng công nhân có thể lên 500.000 người, 1.000.000 người hay 2.000.000 người, mà phục vụ là phục vụ công nghiệp nhẹ. Thì khi nó người về nhiều á, dân tứ xứ về nhiều thì người ta có phải là cần nơi ăn chốn ở, cần nhà trọ, cần nhà không? Cần trường học, cần bệnh viện không? Rồi con cái người ta đi học, có quần áo, tất cả cái dịch vụ rồi có tiền người ta phải ăn uống, người ta phải cà phê, cà pháo, karaoke, rồi cưới hỏi không? Thì tất cả cái dịch vụ nó kéo theo, người ta có tiền thì người ta sẽ về đó. Mà khi người ta về đó người ta ở lâu thì các cụ Việt Nam có câu là gì? An cư rồi mới lạc nghiệp. Thì người ta chắc chắn có tiền, bắt đầu người ta sẽ mua nhà, mua cửa, mua đất, mua đai. Thì khi đó bạn bán ra thì kiểu gì mà bạn chẳng có lời. Nhưng mà trong cái câu này thì có nhiều người cứ nghĩ cứ có khu công nghiệp là ngon. Nhưng mà bạn phải nhớ, khi mà khu công nghiệp nó triển khai và khi công nghiệp nó vào thi công, khi khu công nghiệp nó có công nhân về thì chúng ta hãy đầu tư. Còn tuyệt đối chúng ta không nên đầu tư kiểu là tỉnh A, tỉnh B có khu công nghiệp chuẩn bị triển khai dự kiến. Nhưng mà từ dự kiến đến chuẩn bị triển khai và quy hoạch, bạn biết là bao nhiêu năm, có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm, cũng không có chủ đầu tư, cũng không có công ty về. Thì bạn chỉ nghe thông tin mà bạn nghĩ là ngon không? Ngon là chẳng qua cái thằng bán nó nói ngon để nó bán được cho bạn thôi. Chứ còn ngon khi nào? Ngon có người về, có công ty về, có tiền chứ, thì nó mới ngon được. Còn bạn chỉ nghĩ là gì? Ngon bởi vì ở bây giờ nó chưa ai biết, nó đang mở. Bạn mà biết thì xin thưa với bạn là thiên hạ, cả trăm thằng, cả triệu thằng biết rồi, không đến lượt bạn đâu. Nên nhớ là chúng ta chỉ là nhà đầu tư thường thôi. Kẹo thơm mà đấy chúng ta thì chắc chắn nó chỉ là kẹo thối thôi, làm gì có kẹo thơm kẹo ngon đến lượt chúng ta đâu. Chúng ta quên thì đừng bao giờ mơ mộng là chúng ta có những kẹo đó. Người ta mới gọi câu này: đất có thổ công, sông có hỏa bá, có thổ địa, kẹo ngon kẹo thơm. Những cá mập, những tay to, những người ở khu vực đó nằm thường trực khu vực đó, người ta đã ăn hết rồi, người ta đã chơi hết, người ta lấy hết rồi. Khi mà thơm, có khi bạn thơm thật, nhưng mà sau khi bạn nhảy vào, bạn bu vào, có rất nhiều khu công nghiệp ở các tỉnh xung quanh Đông Nam Bộ, giống như Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Phước quy hoạch nhưng mà không triển khai. Không triển khai là chưa kể là bạn mua khu vực này, khu vực A, nhưng mà sau này quy hoạch lại người ta đã chuyển sang khu vực B rồi. Vậy bất động sản bạn mua khu vực A này thì muôn đời bạn sẽ không bán được. Và nhiều người mà không bán được, anh cứ vứt lại để đó. Bạn là nhà đầu tư mà, nhà đầu cơ mà, bạn là nhà đầu cơ mà, bạn có về đó để làm nông nghiệp, có sản xuất chăn nuôi đâu mà bạn để đó. Bạn đất bạn chỉ vứt đó thôi, đúng là chỉ vứt thật. Khi mà chúng ta chưa thấy được sự hiện hữu của khu công nghiệp, và khi tìm hiểu khu công nghiệp là chúng ta phải biết trong khu công nghiệp đó cái công ty lớn nhất là công ty nào, chuyên về ngành hàng gì, hay khu công nghiệp đó chỉ là khu công nghiệp gia công. Nếu như anh em nào khu vực Bình Dương á, thì có thể biết khu Việt Hương đó các bạn, quốc lộ 13 đi qua V-Ship 1 á,
thì đó chỉ là khu gia công, và bạn biết là gia công chỉ là gia công thôi, chứ không thể hút các ông lớn vào được. Các ông lớn, các công ty lớn, tập đoàn lớn có thể hút các công ty gia công về được, hút các chuỗi cung ứng người ta về được, nhưng các công ty nhỏ thì không thể. Hay một số anh em đầu tư Bình Phước, anh em biết chắc đi qua cầu Thăm Rớt, qua cái cầu mà trên đường Hồ Chí Minh mà quốc lộ 13 đi dưới, nằm về phía bên tay tay trái các bạn này, là khu nghiệp Trân Thành 1. Những anh em là đầu tư khu vực đó là thuộc Minh Long thì anh em chỉ cho cảm nhận đi, cách đây 5 năm, 7 năm, 10 năm về trước rất ngon, rất sốt. Và bây giờ thì như thế nào? Nó chỉ có những công ty nhỏ thôi, không có công ty lớn, nên không có ai về đó cả. Thì bạn đầu tư bất động sản khu vực đó thì bạn nghĩ thì bạn bán cho ai? Xin thưa, chả bán cho ai được, bởi vì không có người, không có công nhân thì ai mua? Mà không người mua thì làm sao mà cái tiềm năng nó có thể tăng giá được. Và cái thứ năm là gì? Chắc chắn 100% bạn mua đất phải có sổ đỏ, có thổ cư nha, mà nó phụ, nếu chưa có thổ cư nó phải phủ hồng. Và khi bạn lựa chọn, chúng ta nên lựa chọn theo mặt tiền ngang, nên số mét ngang là ưu tiên số 1 các bạn. Đừng có dại mà mua cái đất cái kiểu là mét dài, mét sâu. Nếu như mà một lô đất mà 10 nhân với 20, 25 thì nó sẽ tốt hơn với một lô đất là 5 nhân với 100. Thậm chí có những cuốn sổ là 5 nhân với 150 hoặc 5 nhân với 200 là 1.000 mét vuông. Bạn thấy đất nhiều nhưng cái vị trí và cái giá trị và cái tiềm năng sử dụng và cái sự tăng giá của nó là nằm ở cái mét ngang. Khi chúng ta mua là mét ngang càng lớn càng tốt. Nhưng mà tuyệt đối này, chúng ta cũng đừng mua theo kiểu cái chiều sâu của nó chỉ có 10 đến 20 mét. Bởi vì khi mà nó mở rộng đường, cái khả năng cao là chúng ta sẽ không còn đất đâu. Chúng ta chỉ được nhận tiền đền bù. Mà bạn biết rồi, đầu tư mà nhận tiền đền bù, coi như là chúng ta thất bại. Tất nhiên sẽ có những người chuyên gia đi theo cái ngách là mua theo quy hoạch. Nhưng mà người ta phải giỏi, người ta đi chuyên về ngách này thì người ta mới kiếm được tiền, người ta mới kiếm được ăn. Có những nhà đầu tư là chuyên gia đi theo BKMX hay là các tập đoàn kinh tế lớn, khi người ta triển khai cái quy hoạch, người ta mua lại để nhận tiền. Thứ nhất là nhận tiền đền bù và thứ hai là xuất tái định cư. Nhưng những người này người ta biết cách làm, biết cách chọn, người ta biết mua chỗ nào, làm như thế nào. Còn phần lớn và hầu hết người dân chúng ta không có mấy người biết làm kiểu này đâu. Và khi mà chúng ta tham gia vào kiểu này, chúng ta không có mối quan hệ, chúng ta sẽ không biết được khi nào người ta giải quyết cái đó và giá cả mua thế nào hợp lý, hay là khi nào cái dự án nó triển khai. Nếu như bạn mua xong mà 20 năm sau, 30 năm sau, thậm chí hết cả đời người bạn không được triển khai, thì khi đó bạn nghĩ đi, ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều dự án thôi, là gì, 10 năm, 20 năm người ta vẫn chưa triển khai, vẫn treo, vẫn nằm đó, thì liệu chừng cái tiền bạn để đó sẽ như thế nào. Và cái thứ sáu, cái này mới là cái hay nhất, cái này mới là cái mà làm cho bạn có tiềm năng. Bạn cứ nghĩ đi, nếu như bạn mở một cửa hàng mà trên cái tuyến đường người ta đi từ nhà đến chợ, thì bạn sẽ mở theo chiều người ta di chuyển từ nhà đến chợ, hay là bạn di chuyển thì hướng là từ chợ người ta về nhà. Nếu như mình sẽ chọn cái hướng là từ các trung tâm lớn về cái khu vực đó, về cái dự án đó hay về cái nơi đó, thì theo chiều di chuyển bên phải, chứ mình không bao giờ mình chọn theo chiều di chuyển bên trái hay là qua cái khu vực đó. Bởi vì sao? Tiền giống như cái bà đi chợ, là tiền người ta mang từ nhà dọc đường đến cái chỗ chợ người ta mua, cũng như những người đầu tư là người ta sẽ lựa chọn bên phải là theo cái chiều di chuyển từ cái trung tâm, từ nhà người ta đến khu vực đó, thì người ta sẽ chọn cái bất động sản đó, chọn cái tài sản đó, chọn khu vực đó, thì kiểu gì bạn mua nó cũng lên. Đây là một trong những cách thủ thuật đơn giản nhất và nhiều anh em lại không biết ra. Hay thậm chí một số người lại chọn là đi qua cái khu vực đó rồi. Bạn cứ nghĩ đi, bạn bán hàng mà đi qua chợ, người ta đi chợ người ta mua đầy đủ rồi, trên đường đi về thì có mấy người còn mua? Tất nhiên sẽ có người mua nhưng mà xác suất nó rất là ít. Tại sao chúng ta lại không chọn nó giống cái cách người giàu? Người ta bảo là những khu vực mà người giàu hay lui tới thì bất động sản nó mới tăng. Nó tăng được và người ta giàu thì nó phải có lý do tại sao nó mới giàu được. Nên đây là theo kinh nghiệm và quan điểm của mình. Ngoài ra theo quan điểm và sự hiểu biết của bạn thì còn có những cách và những cái đặc điểm nào chúng ta cần lưu ý để chúng ta đi lựa chọn, đi tìm, đi săn bất động sản đầu tư tiền ít nhưng chúng ta đạt được nhận cao. Và đây chính là những bí mật của dân đất, dân đầu tư bất động sản mà không bao giờ họ nói cho bạn biết. Và trả lời câu hỏi là tại sao những người giàu là những người liên quan đến bất động sản, những người liên quan đến bất động sản thì sẽ giàu. Tất nhiên cái câu liên quan là người ta phải làm nghề, người ta phải ăn nằm, người ta phải suốt ngày người ta làm và tìm hiểu với nó, chứ không phải là bạn đang làm với được bạn có tiền, bạn qua lĩnh vực bất động sản mà đầu tư và bạn nghĩ rằng bạn đầu tư 20 năm, bạn đã là thành chuyên gia, bạn là nhà đầu tư góc mập. Bởi vì 20 năm nhưng bạn chỉ là mua lại thôi, bạn chỉ mua cái dự án này mua sẵn rồi, thì bạn cũng sẽ không hiểu được bất kỳ điều gì hết. Nếu như anh em xem clip đến đây thấy nội dung hay và ý nghĩa, còn ngần ngại gì nữa mà không nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông, hay like, hay share, hay bài viết này
video này để cho nhiều người được biết, để họ có tiền ít và họ sở hữu được căn nhà mơ ước, và cái tài sản của họ và cái lợi nhuận của họ càng ngày càng cao hơn.